Xin chào mọi người nha. Mọi người ơi, tối nay mình đi bắt cá nha. Mình sẽ dùng cái kính này với lại nỏ nha, với cả dao nha. Tối nay mình sẽ đi bắt cá mọi người ạ. Ở trong rừng này lạnh lắm mọi người ạ. Bây giờ là mùa đông rồi, trời nó lạnh. Thôi bây giờ mình không nói nhiều nữa, mình đi đây. Đây nha, bây giờ anh em mình đi soi cá nhá. Đâu? Từ từ, đâu đâu? Bán vào đâu? À đây à, đâu? Bán đi. Ôi được rồi, con này to đấy. Cầm. Được nhà u rồi. Bắt đi, đúng. Không chết đâu. Từ từ. Đập nhè, vượt đá như này nhè. Ừ. Chết rồi. Ăn vào. Ui, có cá. Cá. Từ từ. Ô thằng này nhè. Từ từ thế nào mày. Trơn quá. Cá nhè. Ăn vào. Ui chạy rồi. Trong hang. Từ từ ra nước được quá. Chạy ở trong này. Vào đâu đấy? Vào đây à? Vào trong hang này. Cứ đi tính. Còn áo này thì nó không thoát đâu. Có thấy không? Vào trong này nhưng mà sờ xem nào. Rồi nó chạy ra. Ui kìa. Nhiều lắm. Đây xuống giúp ta. Cứ từ từ đó tí ấy. À, đó. Từ từ đó. Thôi đó. Ướt là chết đấy. Ui, đây này nó ra rồi. Kìa. Từ từ chỉ thôi. Bắn. Được rồi. Rồi. Cá này to đấy. Sướng thật. Ở trên đầu nguồn này nhiều cá lắm nha mọi người. Được đấy, có sao không nhỉ? Cua đây này. Cua này mọi người. Bắn. Ừ. Cua đây. Được ấy nhỉ? Tí tối anh em mình về ấy, chế biến. Ở trên này hai con nữa. Đâu? Đây. Ôi nhỉ, bắt đi. Bắt luôn nhỉ. Ờ lấy tay được mà. Cần gì lấy nỏ. Được. Nhiều cua lắm mọi người ạ, ở đầu nguồn. Không, kèm mày đấy, Dũng thả đi. Nó không chạy đâu mà. Đấy. Không cần đâu. Đạp đây, đạp chứ đừng đạp vỡ quá, tí mình ăn rồi. Nó thối, nó không ngon. Đi rồi. Đây, trên này còn một con nữa này. Đâu? Nhiều cua lắm. Ui nhờ. Bắt luôn em ạ. Tối nay anh em mình. Ui con cá to lắm. Ui đúng rồi. Cá. Ui mọi người, đây có cá. Bắt luôn. Bắt cần bán nữa mà. Bắn. Đừng có bán mà. Bắt được thì đừng bán mà, tí chúng tay thằng kia đấy. Không phải vội đâu, không sợ đâu. Ở đây thì đấy, bây giờ bán cũng được. Chết thật. Đâu? Được chưa? Ở đi. Bắt luôn. Bắt luôn đi. Đấy, sợ lá nhá. Đập vào đá. Ui. Sướng nhà đi ạ. Chết rồi, mày sống làm sao được. Cua đâu? Kệ để đấy luôn. Con có một con cua nó chạy được. Không đúng rồi. Xem lấy túi bóng, không phải túi bóng đâu. Lấy lá gì bọc vào đi. Để đây. Kiếm lá để đấy được rồi. Cua đấy nhá. Đấy, thành quả của anh em mình nhá. Lấy được nhiều chưa? Cua này. Cua nhiều đúng không? Cua nhiều. Cua đây này, cá nhiều lắm, cá bé này. Đây, bán con ở dưới hang này. Nè. Ui chạy nhỉ. Ui đây rồi. Cua chạy lẫn xạ luôn. Thì bắt con cua này đó. Đâu? Có cua không? Đâu vào trong rồi chứ. Đâu vào trong à? Nó khôn lắm. Ui đây có một con cua. Đâu. Ở trong đấy à? Đưa anh xem nào. Ui này. Đấy, ở trong này nhá. Đây này, bắn đi. Không ra à? Bắn lại đi. Sao bắn cũng vào à? Con em từ từ kéo kia thôi, nó dính ở trong rồi. Bắn không kéo từ đó.
không được. Chịu nha. Không cần bán đâu mà, lấy cái đấy sọc xong kéo ra. Đâu vào trong rồi. Được rồi. Ô càng rồi. Đấy là chỉ được cái càng thôi mọi người. Vào trong hang. Bắn nó toàn. Không được à? Được chưa? Được rồi. À đây nha, được rồi nha. Đấy, đứng bè. Tí ăn càng nó ngon. Đấy, em đập không, đấy đập tay rồi được mà. Đấy, thế được rồi. Đấy nha. Ây da, nhiều cua thật mọi người ạ. Sướng lắm, đi đi rừng này sướng lắm. Cua đây. Đâu? Đâu? Còn có, con này to nhỉ, con này vàng đẹp. Đấy là cua ở suối nhà đẹp thật. Bắt đi. Ui, tí nó cắn trò đấy. Thế thôi, xong đập phát nhẹ trên nó là được mà. Ở đấy đập cũng được mà em. Đây. Đây. Đập mạnh tí nữa. Còn một phát nữa, đập phát nữa. Vẫn chưa chết. Vẫn chưa chết à? Đập phát nữa. Cầm hai càng đấy nó không bao giờ kẹp được đâu mà. Đây, đập đi. Được rồi. Đấy. Bây giờ nó không kẹp được nữa đâu mà. Bắt cua phải biết cách bắt em ạ. À. Đây. Chứ như thằng Dũng này bắt thì nguy hiểm lắm. Bắt nhanh nó kẹp cho đấy. Đâu? Ui nhỉ, bắt luôn. Được. Được. Đập con đi. Ê, suối nước bé lắm mọi người. Ôi, anh em ơi, lại thấy một MX nữa nha. Đâu? Ui nhờ. Nhìn như con đá. Đen. Ui bắt. Đấy. Ây giờ bắt luôn. Ném đi. Con ấy. Ôi à, mày ném kiểu thế à? Không sao. Ném lại đi. Cho nó chết. Chết rồi. Đâu? Xem thành quả của anh em mình xem nào. Đây. Ôi sướng nhỉ. Hai con ếch này ngon đấy. Nè, đây, cá đây. Ngon. Hình nhiều. Đấy, vừa. Thôi, ấy mang về đi, mang để xiên vào. Xiên vào nỏ đi. Xiên con ếch. Con ếch tôi xiên cá. Ếch này chất đấy. Con cua đây. Ôi được cả con này này mọi người ạ. Ngon đấy. Đấy nha. Hai con. Tất cả đều có. Loại gì cũng được. Đi ở rừng đúng là sướng thật. Đây nha anh em à. Đấy. Thoải mái luôn. Đây nha, món thịt chuột nha. Thịt sóc. À, thịt sóc. Vừa nãy bà thằng em kia ở nhà làm chế biến. Mấy anh em mình đi bắt đi soi cua với lại bắt cá về. Bây giờ chế biến món cua này với lại món cá này nhá. Để ăn. Thôi, ấy đi em ơi, chuẩn bị chế biến. Nấu vào nồi hay là nấu vào ống tre? Nấu nồi. Nấu vào nồi à? Cho nó dễ. Con ếch ăn rất ngon đấy. Đây nha anh em, bây giờ anh em mình đang mổ ấy cá nhé, làm cho nó sạch xong mang về nấu. Dũ ơi, tí con này trôi đi đấy. Ôi giời, nôn ra nước, nôn ra đất. Con này à, con ếch á. Đấy. Ngon, ta đây nhìn xem rồi.
Thôi em ơi, sơ chế xong rồi mang về thôi. Đây bây giờ mang về nấu nhá. Mang cần này. Cẩn thận nhá, đổ nhá. Hãy cho tí nữa đi. Tí nữa cho nó chắc. Cái này bán ra là đi bán nhà. Đi bắt. Mớ được chưa? Được thì bỏ vào đi. Chưa chết con này nhảy. Đâu nó nhảy nhảy. Ôi nhiều đấy nhỉ. Bỏ hết luôn nhỉ. Ờ, cho cả ếch cả cua vào luôn. Em mới nhiều kia. Mỗi ít có chứ. Hả? Cho một tí vào nữa. Để muối về. Cơ, thôi thôi, cũng cần này. Ôi, đây cầm cái này. Đang sôi. Đang sôi. Dưới đây nắp đi đây tí này đây. Bỏ nước vào thôi. Được chưa? Bỏ nước vào. Được, lấy nước lên. Tí nữa đi. Được. Tí nữa. Được. Không cần đảo đâu, hấp này thì... Em ơi, đi lấy có ấy không? Có ớt không mà đi đây rồi chạy. Cho mấy quả ớt cho nó ngon mà. Cho quả ăn nó ngon. Ngon. Để từ anh đào thử. Rồi, đây. Em ơi kiểm tra xem là chín chưa? Ô, chín rồi. Chín rồi nhỉ? Ừ, chín. Thôi, thế bê ra ăn thôi. Rồi. Lấy nắp ra đi không ấy để đây này. Rồi bê ra đi. Có nước không? Có một tí á. Thế thôi, vét anh vét ra để sát đi. Wow, con này to nhỉ. Ngon đấy. Thế được. Leo đang leo đang ha. Không ấy đi, làm bữa thôi. Thôi cái này đổ đấy. Nhìn ăn cho nó chất. Thôi bây giờ anh em mình ăn cơm thôi nhỉ? Cơm. Đói lắm à. Đêm rồi. Bây giờ ăn đêm rồi, giờ chắc là 10 giờ hơn rồi. Mời mọi người ăn nha. Mời mọi người ăn nha. Mời mọi người. Mời cả các bạn nhé. Thịt sóc ngon. Ngon lắm. Ngồi đây ăn. Đúng không? Đừng à. Chỗ hẹp quá nhỉ. Con thì ngồi. Ăn đây. Ăn đây. Ừ, ăn đi. Bẻ ra. Bẻ ra. Ấy à, ngon. Mọi người do điều kiện là thiếu bát nên hai thằng em này dùng bát bằng ống tre nhá.
ăn cua đi nhà anh em mình bắt khó rồi. Làm ăn cua đi. Ừ, đó. Mời mọi người ăn cua cùng mình nha. Cua ngon lắm. Ngon. Ngon lắm. Đây này, thịt này mọi người ạ. Ngon cực kỳ luôn. Anh em mình ăn ếch đi nhỉ. Con kia đâu rồi? Hết rồi. Hả? Không biết được. Chia nhau đi. Mọi người một ăn ếch. Ăn ếch đi mọi người, mời đấy à. Chia nhau đi. Mời mọi người ăn nha, ăn thịt ếch ngon lắm. Nè. Ếch tuổi ạ. Ếch ngon. Ếch sủi ngon rồi, em ăn đi. Ăn một miếng thịt sót. Thịt sót à, ngon nhỉ. Ui đây là mọi người ơi, ngon lắm, toàn thịt đây này. Đây nha. Ngon lắm. Thịt nó ngon lắm mọi người ạ. Ăn ngọt.